Tư thế tiếp theo là tư thế em bé hay còn gọi là tư thế đứa trẻ. Tư thế này cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Thường là sẽ những cái người như thế này sẽ cảm nhận rất là dễ chịu, thoải mái. Nào, xoay người sang trái, vẫn ở tư thế kim cương, rất là đơn giản thôi. Rồi nằm xuống, hai tay duỗi về sau. Các bạn có thể là nghiêng một bên má của mình xuống thảm, bên phải hoặc bên trái, hoặc là chấm chán của mình xuống thảm. Miễn làm sao mình thấy dễ chịu, thoải mái là được. Thường thì chúng ta hay xoay đầu sang bên trái, chúng ta sẽ thoải mái hơn, đúng không? Hoặc là chúng ta xoay cái đầu sang bên phải, áp cái má trái xuống thảm, cũng rất là dễ chịu và thoải mái. Có thể trong lúc đó thì chúng ta sẽ test được kiểm tra xem cái đốt sống cổ của mình nó bị yếu bên phải hay bên trái nhá. Rồi thật thoải mái, từ từ này. Trong trường hợp mà các bạn muốn tác động cho học viên của mình, hội viên của mình, hoặc là cho bạn bè anh em bố mẹ của mình cùng tập bằng cái sự chia sẻ của mình, có nghĩa là các bạn chỉ cần tập tốt cái sự chia sẻ của Kim Toàn, cái video mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn ấy, cùng với những cái kỹ năng mà Kim Toàn chia sẻ đấy, thì chắc chắn một điều rằng là các bạn đã trở thành một huấn luyện viên yoga rồi. Kim Toàn cam kết một điều đó nhé. Và đây cũng chính là giáo trình đào tạo huấn luyện viên yoga mà Kim Toàn chia sẻ với các bạn hoàn toàn miễn phí. Chỉ cần các bạn muốn bổ sung, nâng cấp hoặc là chuyên nghiệp hơn thì các bạn cứ kết nối với Kim Toàn sẽ hỗ trợ các bạn điều đó. Tay đặt lên lưng này, chúng ta chỉ cần áp nhẹ xuống một chút xíu thôi, coi là đổ trọng tâm của mình thẳng tay đè xuống và nhắc họ rằng là thả lỏng người ra, mềm người ra, thư giãn cột sống của mình ra. Tự động sẽ nhận thấy cái sự dễ chịu và vô cùng thoải mái, thậm chí là sung sướng. Rất dễ chịu, rất thoải mái, rất thích thú và sung sướng. Đó là thực tế nhé. Thực tế từ động tác đem lại cảm giác rất là dễ chịu, thoải mái, thích thú và sung sướng. Đúng không ạ? Buông lỏng hai vai của mình ra, buông lỏng toàn thân của mình ra. Thường những người mà thích tập những động tác nhẹ nhàng như này mà nhận được cái sự dễ chịu thoải mái đấy, thì đại đa số là cơ thể của chúng ta đã có sự tổn thương rồi. Có thể là chúng ta rất là trẻ nhưng vẫn tổn thương là chuyện bình thường. Và người trong gia đình của chúng ta có cái năng lực tự trị thương cho mình thì chúng ta đỡ tốn và đỡ tránh thất thoát được rất là nhiều nguồn lực. Ngoài ra những cái nguồn lực để chi phí lãng phí như vậy, chúng ta sẽ để vào những cái việc nó có giá trị hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống của chúng ta hơn. Rồi từ từ buông lỏng, nhổm dậy, trở về tư thế kim cương, xoay về phía trước. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở cái video tiếp theo nhé.